ngỡ ngàng, chua xót và phẫn nộ. Đó là cảm giác chung của mọi người khi xem clip. Ba cảnh sát giao thông và trật tự thuộc một thị xã ở Sóc Trăng hành hung hai em thiếu niên đi xe máy. Hai em thiếu niên này trình bày rằng khi hai em đã biết lỗi vì không chấp hành hiệu lệnh và đã dừng lại và xin lỗi, không có biểu hiện nào chống đối nhưng các anh vẫn đánh. Trong lúc các anh đánh, các em tiếp tục xin lỗi, các anh vẫn đánh. Theo nguyên tắc công vụ, khi hành vi chống đối và không chấp hành không còn thì người thi hành công vụ không thể dùng biện pháp cưỡng chế. Về mặt pháp luật là như vậy, về mặt tình người thì thật là chui số các em ở các tuổi là con là em của những cảnh sát nêu trên, vì sao lại họ lại có thể hành động như vậy, thật đáng buồn. Và việc hành vi lệch chuẩn và có thể sai phạm pháp luật này cũng không thể làm lu mờ hình ảnh những chiến sĩ công an đang ngày đêm cùng với đồng bào miền Trung chống chọi lại với bão lũ, bảo vệ sự yên lành, an ninh trật tự trong cả nước và ở những vùng có thiên tai dịch họa. Xin cảm ơn.